cho anh em. Đây là một cặp thống tại quay tại xưởng luôn nhá. Trong lòng thống này. Thống này có chiều cao khoảng 50. Đường kính miệng cũng khoảng 50. 50 cm. Đây là hình ảnh. Đây là men lam cổ nhá. Quan sát cho anh em nhìn nhá. Đây là rồng này. Là rồng vẽ tay hoàn toàn. Đây là trên miệng sản phẩm này. Miệng sản phẩm là Vân Mây này. À, đây là hình ảnh rồng nhá, được vẽ thủ công hoàn toàn, rất là chi tiết và nét. Đây là quan sát độ sắc nét cao này, vẽ chi tiết đến từng chiếc vảy luôn. Đây là phần mặt rồng này, quay phần đuôi rồng nhé. Đây là phần đuôi này. Đây, anh em nhìn nhé. Rồng uốn lượn. Rồng này là rồng năm móng. Rồng năm móng đạp mây. Đây là mặt sau này. Đây là phần đuôi của rồng này. Đuôi rồng. À, đây là mặt sau của sản phẩm. Đây là mặt trước và mặt sau. Mặt trước là song long trồng ngọc, mặt sau là hình ảnh hai cái đuôi và Vân Mây ở giữa. Men lam cổ nhá, lam cổ. Bên trong lòng sản phẩm vẽ rất là cân đối này, ngày rồng vẽ mắt rồng cân đối.